Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ tin mừng thứ 6 tuần thánh. Bài tin mừng thứ 6 tuần thánh kể lại cuộc thương khó của Đức Giêsu rất là dài. Con xin được đọc một đoạn ngắn thuật lại biến cố Đức Giêsu chết trên thánh giá. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn tin mừng này và chúng ta cùng nhau chia sẻ đoạn tin mừng này. Đoạn tin mừng này, ngày thứ 6 tuần thánh, giáo hội tưởng niệm Đức Giêsu tử nạn trên thánh giá. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người, chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Cơlôpát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Từ giờ đó người môn đệ rước bà về nhà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đựng đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày thứ 6 tuần thánh, giáo hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu khổ nạn và chết trên thánh giá vì tội lỗi của tất cả chúng ta. Rồi chúng ta ôn lại tin mừng ngày thứ 5 tuần thánh. Ngày thứ 5 tuần thánh, tin mừng thuật lại bữa tiệc ly. Và trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã có một hành động hết sức là lạ lùng, đó là Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúng ta ghi nhớ câu Kinh Thánh tin mừng Gioan nói về Đức Giêsu rằng Đức Giêsu yêu họ đến cùng. Đức Giêsu yêu họ đến cùng. Họ ở đây là tất cả chúng ta. Đức Giêsu yêu chúng ta đến cùng, tức là Ngài yêu và yêu 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 cho đến chết. Tức là không có lúc nào Chúa không yêu chúng ta cả. Vì thế giả như chúng ta có là người tội lỗi, chúng ta cũng đừng quên rằng Chúa luôn yêu chúng ta. Trong những ngày này thì con cũng có cơ hội để đi giải tội. Và có nhiều trường hợp bỏ xưng tội lâu năm rồi có nhiều cái tội đó. Hối nhân đến với tòa giải tội trong cái tâm trạng hết sức là lo lắng, lo sợ. Thế nhưng mà con nói với lại người ấy rằng Chúa đến trần gian này là vì chúng ta tội lỗi. Chúa không bao giờ chê bỏ chúng ta là kẻ tội lỗi khi chúng ta trở về với Ngài. Và Đức Giêsu cũng đã từng nói, trời đất vui mừng khi một người tội lỗi trở về với Chúa. Vì thế nếu chúng ta mang nhiều tội lỗi mà đến với Chúa, Chúa rất vui mừng đón nhận chúng ta. Chúa yêu chúng ta đến cùng. Chúa yêu chúng ta đến cùng. Chúa yêu chúng ta đến cùng. Chúng ta đừng quên nhé. Dù chúng ta có là gì gì đi chăng nữa thì Chúa vẫn yêu chúng ta, cũng giống như trong gia đình của chúng ta thôi. Dù con cái có là gì đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn yêu, thì Chúa còn hơn như thế nữa. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày thứ 6 tuần thánh. Ngày thứ 6 tuần thánh chúng ta sẽ được lắng nghe đoạn tin mừng từ lúc Đức Giêsu tiến vào Jerusalem, rồi dùng bữa tiệc ly, rồi Đức Giêsu bị quân giữ bắt, rồi Đức Giêsu đem đi đóng đinh, Đức Giêsu chết trên thập giá rồi an táng trong mộ. Đoạn tin mừng chương 18 và 19 của tin mừng Gioan. Con chỉ xin được đọc cái đoạn mà Đức Giêsu sinh thì trên thánh giá. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, Đức Giêsu chết qua hình thức là đóng đinh vào thập giá. Vào cái thời Roma bây giờ thì đối với những cái người tội lỗi tày đình đấy, thì người ta xử bằng cách đóng đinh vào thập giá. Còn ngày hôm nay của chúng ta thì những người phạm tội tày đình thì người ta gọi là xử bắn, hoặc là chỗ tiêm thuốc độc chẳng hạn. Thì vào thời Đức Giêsu là cái hình phạt dành cho kẻ tội đồ. Đức Giêsu chết như một kẻ tội lỗi.
vì Ngài mang tội lỗi của chúng ta. À, ví dụ như chúng ta phạm một cái tội, à, rồi chúng ta chối, mẹ chúng ta nhận cái tội đó và bị kết án xử tử. À, mẹ chúng ta chết với cái tội của chúng ta. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt lệ liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Chúng ta biết là đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá thì còn cái tấm áo cuối cùng thì họ cũng chia nhau. Tức là Đức Giêsu bị đóng đinh trần truồng, rất là nhục nhã, trần truồng trên thánh giá. Ngày hôm nay thì thập giá Đức Kitô, chẳng lẽ chúng ta để cái hình ảnh trần truồng thì xem ra nó là đau lòng quá, nên là tác giả lấy cái khăn để quấn ngang qua. Thế còn thực sự Đức Giêsu chết là rất là ô nhục. Nói như là Thánh Phaolô nói đấy, thập giá Đức Kitô là nỗi ô nhục. Tức là chết giống như là một cái người mà bị phạm tội ngoại tình thế, rồi bị bắt gặp, rồi người ta lột sạch quần áo để cho trần truồng, rồi người ta xử tử. Thì Đức Giêsu có thể nói rằng là Ngài yêu chúng ta đến cùng, thì Ngài cũng mang lấy tất cả tội lỗi. Và tội lỗi đồng nghĩa với sự ô nhục. Đức Giêsu mang lấy sự ô nhục. Đức Giêsu mang lấy sự ô nhục bởi tội lỗi của tất cả chúng ta. Ha, thế thì đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, cả tấm áo cuối cùng thì quân giữ cũng lấy và chia nhau. Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Tức là Thánh Vịnh cũng đã nói về biến cố này. Đức Giêsu đã chết trên thập giá như một kẻ tội đồ, và với một hình thức đóng đinh vào thập giá, trần truồng rất là ô nhục, và áo sống, những cái gọi là tấm áo cuối cùng họ cũng lấy hết. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người. Đây là hình ảnh quá đẹp ha. Mẹ Maria luôn luôn kề bên Chúa Giêsu. Mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu, mẹ Maria cùng đưa Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Mẹ Maria sống với Chúa Giêsu 30 năm ở Nazareth. Mẹ Maria đi theo Đức Giêsu khi Ngài rao giảng, và khi Đức Giêsu vác thập giá, mẹ Maria đi theo. Và khi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, mẹ Maria đứng dưới chân. Tức là mẹ Maria yêu Chúa Giêsu. Mẹ Maria yêu Chúa Giêsu và không rời. Thì chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta có được một chút tình yêu với Chúa Giêsu. Mẹ Maria đi với Chúa Giêsu khi Ngài làm phép lạ, và mẹ Maria đi với Chúa Giêsu khi Ngài chịu đau khổ. Ha. Chúng ta đến với Chúa khi chúng ta được những dấu lạ, và chúng ta đến với Chúa khi chúng ta có thể chia sẻ những đau khổ với Chúa. Ví dụ chúng ta mang một cái căn bệnh, chúng ta đến với Chúa, lạy Chúa, căn bệnh này làm cho con đau đớn lắm, xin Chúa thêm sức cho con, nếu đẹp lòng Chúa xin Chúa chữa lành cho con. Thì đây cũng là một cái điều đẹp lòng Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói, lạy Chúa, con mang căn bệnh này, xin Chúa cho con được thông phần đau khổ với Chúa. Thánh Phaolô còn nói mạnh hơn, nếu như những cái đau khổ Đức Giêsu phải chịu đó, thì tôi cũng xin mang vào thân. Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá để thông phần đau khổ với Đức Giêsu. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Chúng ta thấy là đứng dưới chân thập giá là một gia đình, những người yêu mến Chúa Giêsu. Đó là một gia đình mới đấy. Khi chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta được sống trong gia đình của Chúa, có Đức Mẹ, có bà Maria và Maria Magdala, tông đồ Gioan. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Đứng gần thập giá, Đức Giêsu, chúng ta sẽ đón nhận được mẹ Maria. Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan. Rồi người nói với ông Thánh Gioan: "Đây là mẹ của anh." Đứng dưới chân thập giá, thông phần đau khổ với Đức Giêsu, chúng ta cũng trở thành con của mẹ Maria, và cũng được mẹ Maria nhận làm con, tức là em của Chúa Giêsu. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Kính thưa cộng đoàn, với hình ảnh cảm động này thì giả như chúng ta có gặp đau khổ, xin cho chúng ta đón nhận như là một sự thông phần đau khổ với Chúa Giêsu. Và đón nhận như là một sự thông phần đau khổ với Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ có Đức Mẹ. Đức Mẹ sẽ nhận chúng ta là con và chúng ta sẽ được gọi Đức Mẹ là mẹ. Chúng ta là em của Chúa Giêsu và là anh chị em với môn đệ Gioan, người môn đệ thương mến. Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Đức Giêsu luôn luôn biết giờ của người. Bởi vì Đức Giêsu chủ động đi vào cái chết. Đức Giêsu sẵn sàng đi vào cái chết. Đức Giêsu đi vào cái chết với tất cả tình yêu và yêu đến cùng. Nên là Đức Giêsu và biết mọi sự đã hoàn tất, là biết giờ về với Chúa Cha, biết giờ tử nạn của mình. Và để ứng nghiệm lời kinh thánh, người nói tôi khát. Đức Giêsu đi vào cuộc khổ nạn. Khát ở đây có thể diễn tả là Đức Giêsu rất là khao khát chết thay cho tất cả chúng ta. Đức Giêsu khao khát chết thay cho tất cả chúng ta. Và Đức Giêsu cũng khao khát là chúng ta hãy đón lấy, hãy tin vào Ngài, để tin vào Chúa, đón nhận Chúa để được sự sống đời đời. Có thể lấy cái hình ảnh của một ông bác sĩ rất là thương các bệnh nhân. Thế thì nhưng mà bệnh nhân lại không nhận ra được cái tài năng chữa bệnh của ông bác sĩ này. Và trong những giây phút cuối, ông ta cũng chỉ mong ước là truyền lại được cái bài thuốc ấy cho bệnh nhân. Nên là ông ta nói là tôi khát, tức là ông ta rất là mong ước truyền lại cái bí kíp chữa bệnh cho bệnh nhân và cũng rất mong bệnh nhân tin vào ông ấy, đón nhận ông ấy để có được cái bài thuốc chữa lành. Thì hơn thế nữa, Chúa Giêsu trên thập giá, Đức Giêsu khát, Ngài yêu tất cả chúng ta và Ngài mong ước, Ngài khao khát được chết thay cho tất cả chúng ta, và Ngài cũng khao khát tất cả chúng ta đón nhận, tin vào Ngài, đón nhận Ngài để có được sự sống đời đời. Tôi khát. Ở đó có một bình đựng đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Tức là đối với những người mà hấp hối trong cái lúc đau đớn thì có thể là nhấp một tí giấm để cho nó giảm đau. Phần điều này cũng cho chúng ta thấy rằng là Đức Giêsu khao khát và Đức Giêsu ao ước, nhưng mà chúng ta cũng chẳng hiểu. Chúng ta chỉ hiểu, chỉ nhìn theo nghĩa của loài người. Chúng ta chỉ thấy là Chúa kêu la rồi, chúng ta tưởng là Chúa đau đớn này cho nó giảm đau. Chúng ta không hiểu Chúa. Xin cho chúng ta hãy khiêm tốn, mở lòng để lời Chúa tự do đi vào lòng của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con hiểu ý Chúa, xin cho con hiểu ý Chúa, xin cho con hiểu những lời Chúa nói. Chúa thì lúc nào cũng thương chúng ta, Ngài có những lời nói dạy bảo chúng ta, hướng dẫn chúng ta, mà mình không có hiểu, mình không có đón nhận. Giống như cha mẹ thương con thì có những cái lời khuyên nhủ con mà con nó không nghe, con nó không nghe nên là nó chẳng được gì cả. Chúa Giêsu nói tôi khát thì người ta lại tưởng là Chúa Giêsu đau đớn nên là cho Chúa uống giấm cho nó bớt đau. Nhấp xong tức là Chúa Giêsu cũng uống. Rồi Đức Giêsu nói thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Giờ mà Đức Giêsu tử nạn, giờ Đức Giêsu có thể dùng cái từ chết. Thánh Gioan thì Ngài không có dùng cái từ chết, vì Đức Giêsu chỉ là hoàn tất cái sứ vụ ở trần gian và Ngài về với Chúa Cha. Cái giờ chết hiểu một cách tự nhiên như tất cả chúng ta, đó là cái giờ mà Đức Giêsu hoàn tất cái công việc mà Chúa Cha giao phó cho và Ngài về với Thiên Chúa Cha. Vì thế mà Thánh Gioan nói rằng là nhấp xong, tức là nhấp một chút giấm xong, Đức Giêsu nói thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Đức Giêsu hoàn tất cái công việc ở trần gian này, tức là Đức Giêsu chết, thì cũng là lúc mà Đức Giêsu trao cái thần khí sự sống. Đức Giêsu chết cho tất cả chúng ta cũng là lúc Chúa ban sự sống đời đời cho tất cả chúng ta. Cái chết của Đức Giêsu, dù là con người gọi là kết án giết Đức Giêsu, thế nhưng Chúa Giêsu vẫn yêu chúng ta, và cái chết của Ngài vẫn là cái chết yêu thương chúng ta. Dù chúng ta có ghét Chúa, có kết án Chúa, thì Chúa cũng sẵn sàng chấp nhận chết cho chúng ta, và là cái chết yêu thương tha thứ, cái chết ban thần khí. Để rồi dù chúng ta có kết án Chúa, nhưng nếu chúng ta biết hối hận,
quay trở lại đón nhận Chúa thì chúng ta vẫn được sự sống đời đời. Đức Giêsu ngài không bao giờ ngài không kết án ai cả, mà Đức Giêsu chỉ muốn chúng ta đón nhận ngài để được sự sống đời đời. Thế thì kinh thưa cùng đoàn, tổng hợp lại tin mừng của bốn thánh Matthew, Marco, Luca và Gioan, bốn thánh sử, thì chúng ta được bảy lời trăn trối của Đức Giêsu trên thập giá. Bảy lời trăn trối của Đức Giêsu trên thập giá, điều này cũng rất là hay ha. Khi người ta hấp hối thì người ta cũng sẽ có những cái lời trăn trối mà rất là quý giá, con cháu cũng cần ghi nhớ. Thì con cũng xin được lặp lại bảy lời trăn trối của Đức Giêsu nha, chúng ta cũng cố gắng nhớ. Lời thứ nhất, khi Đức Giêsu hấp hối trên thập giá, lời thứ nhất, Đức Giêsu nhìn xuống cộng đoàn, nhìn xuống đám đông dân chúng mà đang la lên là đóng đinh nó vào thập giá đấy. Thì Chúa Giêsu nói với Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Với cái câu này cho thấy là tình yêu của Chúa là bao la. Tình yêu nơi Đức Giêsu thật là bao la, dù người ta có kết án Chúa thì Chúa vẫn yêu. Dù người ta có nói xấu Chúa thì Chúa vẫn yêu. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Câu này cũng là cái câu bênh vực luôn, mặc dù là con người kết án Chúa nhưng mà Chúa vẫn bênh vực, là họ kết án con là bởi vì họ không biết việc họ làm. Rồi câu thứ hai, Đức Giêsu nói với tên trộm lành, tức là cái người cái kẻ tử tội mà bị đóng đinh ở bên phải đó, là hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Thế thì với cái câu này cho chúng ta thấy là thiên đàng mở ra cho tất cả những người tội lỗi biết nhìn lên Chúa Giêsu, cho những người tội lỗi biết nhìn lên Chúa Giêsu. Rồi câu thứ ba, Đức Giêsu nói với Đức Mẹ: thưa bà, đây là con của bà. Tức là Đức Giêsu trao Thánh Gioan cho Đức Mẹ, và Chúa Giêsu nói với Thánh Gioan: đây là mẹ của anh. Đức Giêsu trao Thánh Gioan cho Đức Mẹ, tức là trao tất cả chúng ta cho Đức Mẹ, và Chúa Giêsu trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan, tức là chúng ta từ nay chúng ta có thêm Đức Mẹ là mẹ của tất cả chúng ta. Đó là câu thứ ba. Đây bà, đây là con của bà, và đây là mẹ của anh, là câu thứ ba. Rồi câu thứ tư, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, lạy Thiên Chúa của con, sao ngài bỏ rơi con? Đây là tận cùng đau đớn của thân phận con người. Đức Giêsu đến trần gian mang thân phận con người, và ngài mang lấy tất cả tội lỗi chúng ta. Tội lỗi đẩy ngài, đẩy Đức Giêsu đi đến cái hoàn cảnh, tội lỗi đẩy chúng ta đi vào sự cô đơn, cô độc. Đức Giêsu mang lấy tội lỗi của con người, thì với thân phận con người thì ngài cũng cảm thấy cực kỳ đau khổ và cô độc. Và Đức Giêsu thốt lên với Thiên Chúa Cha là: Eloi, lama sabachthani, lạy Thiên Chúa, sao ngài bỏ rơi con? Đó là câu thứ tư. Rồi câu thứ năm, chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau, đó là: tôi khát. Đức Giêsu khao khát chết thay cho tất cả chúng ta, và cũng khao khát chúng ta đón nhận ngài. Rồi câu thứ sáu, mọi sự đã hoàn tất. Tất cả Đức Giêsu, tất cả những gì Chúa Cha giao cho ngài làm thì ngài đã làm, và làm trọn vẹn. Đức Giêsu trọn vẹn, tức là Đức Giêsu đến để mà chết thay cho tất cả chúng ta, và ngài đã sẵn sàng làm công việc đó. Mọi sự đã hoàn tất. Và câu cuối cùng là câu thứ bảy, lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Mặc dù là Đức Giêsu cũng có những giây phút cảm thấy cô đơn, cô độc, nhưng mà niềm tin nơi Đức Giêsu vẫn là phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa Cha. Câu thứ nhất, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Câu thứ hai, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Câu thứ ba, thưa bà, đây là con của bà, và đây là mẹ của anh. Câu thứ tư, Eloi, Eloi, lama sabachthani, lạy Thiên Chúa của con, sao ngài bỏ rơi con? Câu thứ năm, tôi khát. Câu thứ sáu, mọi sự đã hoàn tất. Và câu cuối cùng, câu thứ bảy, lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Kính thưa cộng đoàn, ngày thứ sáu tuần thánh cũng là khai mạc tuần cửu nhật khấn lòng thương xót Chúa, rất là đặc biệt. Vì thế con tha thiết kêu mời tất cả quý ông bà và anh chị em cố gắng sắp xếp thời gian 3 giờ cùng hiệp ý đọc kinh cầu nguyện với chúng con, và trong giờ khấn của tuần 9 ngày đặc biệt này, để chúng ta mừng lễ lòng thương xót và Chúa Nhật lòng thương xót tuần sau đó, con sẽ cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Nếu chúng ta muốn xin khấn
hay là xin lễ thì chúng ta cứ nhắn tin cho con nhé. Cứ nhắn tin cho con trong tuần 9 ngày này thì con sẽ xin cộng đoàn khấn và dâng lễ cầu nguyện theo ý. Chúng ta cứ tin tưởng đi, cứ tin tưởng vào lòng thương xót đi. Chúng ta cố gắng ha. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.